Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi Tin Mới. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc gây hậu quả trầm trọng, trong đó có nhiều lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, Tin Mới xin gửi đến quý vị bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc với các tin tức mới nhất cập nhật từ báo chí Trung Quốc và thế giới, cùng các bình luận nhận định của các chuyên gia học giả quốc tế. Trước khi vào nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin sẽ có trong video. Đập Tam Hiệp biến dạng nhẹ nhưng vẫn vận hành an toàn trong 500 năm nữa. Mực nước đập Tam Hiệp tăng cao, Trung Quốc vội sơ tán hàng nghìn người. Đập Tam Hiệp có thể chống được bom nguyên tử. Trung Quốc tuyên bố nếu không có đập Tam Hiệp, lũ lụt sẽ tệ hơn. Đứng trước những đồn đoán và lo ngại về việc con đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc đã bị biến dạng và có nguy cơ vỡ, công ty vận hành đập Tam Hiệp đã lên tiếng thừa nhận con đập đã chịu một sự biến dạng nhẹ, song vẫn kiên quyết đảm bảo rằng đập Tam Hiệp vẫn có thể vận hành tốt trong 500 năm nữa. Vừa qua, hãng thông tấn Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận hàng đầu của chính phủ Trung Quốc đã đưa tin cho biết, Trung tâm quản lý đập Tam Hiệp hiện đang là công ty vận hành của các đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc đã lên tiếng thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đang bị biến dạng nhẹ với một số kết cấu phụ của đập bị cong vênh. Theo Trung tâm quản lý đập Tam Hiệp, tình trạng biến dạng đã xuất hiện từ 5 ngày trước sau khi lượng nước lũ từ Tứ Xuyên và Trùng Khánh đổ về sông Dương Tử tăng mạnh, khiến lưu lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt kỷ lục 61.000 mét khối trên giây. Tuy nhiên, công ty vận hành đập Tam Hiệp nhấn mạnh rằng các thông số hoạt động của con đập vẫn giữ mức tiêu chuẩn và việc kiểm soát lũ đang được giám sát chặt chẽ dựa trên các thông số kỹ thuật thiết kế. Giám đốc và kỹ sư trưởng Triệu Thực Quang của tập đoàn Tam Hiệp giải thích rằng biến dạng đàn hồi là hiện tượng sẽ xảy ra ở mọi cấu trúc xây dựng từ cầu đường tới nhà cao tầng và khẳng định rằng đó không phải là điều gì đáng lo sợ. Ông Triệu thậm chí còn tuyên bố rằng đập Tam Hiệp vẫn sẽ hoạt động hoàn hảo hơn trong 500 năm nữa. Song ông cũng không quên cảnh báo rằng công tác kiểm soát lũ cho sông Dương Tử không chỉ phụ thuộc vào đập Tam Hiệp. Những tuyên bố này được đưa ra giữa những lời đồn đoán rằng con đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc đã bị biến dạng và có nguy cơ sập sau các cơn lũ liên tiếp trên sông Dương Tử do mưa lớn kéo dài. Quả thực, trong tuần vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo lũ tại ba con sông lớn gồm Dương Tử, Hoàng Hà và Hoài Hà với lưu lượng nước sông Hoàng Hà lên tới 3.000 mét khối vào tối ngày hôm qua. Đến nay, đợt mưa lũ nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến hàng chục triệu người ở Trung Quốc, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên đến 12 tỷ đô la Mỹ. Trước những cơn mưa lớn kéo dài qua những tỉnh miền Trung, miền Nam Trung Quốc và nỗi lo sợ vỡ đập Tam Hiệp đang bao trùm lên bao người dân. Mới đây, hàng chục nghìn người tại An Huy và Hồ Bắc, nơi tọa lạc của con đập lớn nhất hành tinh đã phải gấp rút sơ tán. Chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã phải sơ tán thêm hàng chục nghìn người dân tại hai tỉnh An Huy và Hồ Bắc, nơi đang phải hứng chịu tình cảnh lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Tại tỉnh An Huy, lực lượng cứu hộ đã sơ tán 16.000 người khỏi thị trấn Guwen. Sau khi một con sông trong khu vực tràn bờ sau nhiều tuần mưa xối xả, trận lũ lụt đã làm ngập và ngắt điện của 13 ngôi làng. Trong khi đó, tại tỉnh Hồ Bắc, một vụ lở đất đã chặn đứng dòng chảy của một nhánh sông Dương Tử và tạo ra một hồ nước lớn có nguy cơ nhấn chìm thành phố Ân Thi và các ngôi làng lân cận. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, hơn 8.000 người dân đã phải sơ tán khỏi khu vực. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo các địa phương cảnh giác khi tình trạng lũ lụt và lở đất sẽ không sớm chấm dứt. Các quan chức Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ theo dõi mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp này đã cao hơn 16 mét so với mức an toàn nhằm giảm bớt rủi ro lũ lụt cho hạ lưu. Trận lũ lụt tồi tệ nhất gần đây tại Trung Quốc đã xảy ra vào năm 1998, khiến 2.000 người dân và 3 triệu ngôi nhà dọc sông Dương Tử bị nhấn chìm trong nước lũ khi mà nước mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhẹ bớt. Và hậu quả của đợt lũ khủng khiếp vừa qua vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Con sông Dương Tử lại một lần nữa dâng trào, mang tới cho người dân Trung Quốc trong khu vực bao nỗi lo lắng về một đợt lũ mới. Theo hãng Tân Hoa Xã, lưu lượng nước đổ về đập Tam Hiệp đã đạt khoảng 55.000 mét khối trên giây, sau đó tiếp tục tăng lên 61.000 mét khối trên giây vào ngày thứ Bảy.
Chính lượng nước khổng lồ này đã khiến nhiều chi lưu của sông Dương Tử vỡ đê, khiến chính quyền địa phương tỉnh Hồ Bắc phải sử dụng trực thăng để thả đá xuống chặn dòng nước lũ. Ngoài ra, các lực lượng ứng phó khẩn cấp cũng đã được triển khai cho nhiệm vụ tuần tra và theo dõi đê đập, cùng hàng nghìn bao cát được chuẩn bị sẵn để nhanh chóng gia cố những đoạn đê vỡ. Ông Sujo Siang sống tại làng Liu Phang, phía đông Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, cho biết ngôi làng của ông đã bị cắt điện và nước sạch trong suốt một tuần qua. Ông giải bày rằng, đáng lẽ đây đang là vụ mùa thu hoạch, nhưng giờ tất cả cánh đồng đã chìm trong biển nước. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, các trận lũ lụt từ đầu tháng đã khiến khoảng 1,8 triệu người dân tại 24 tỉnh, chủ yếu tại các khu vực miền Nam Trung Quốc phải sơ tán. Thiệt hại trực tiếp do lũ lụt được ước tính vào khoảng 12 tỷ đô la Mỹ. Theo đánh giá từ các chuyên gia Trung Quốc, đập Tam Hiệp sẽ không thể vỡ. Những chuyên gia này nhận định rằng con đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc sẽ hoạt động hoàn hảo trong ít nhất 500 năm tiếp theo và đủ kiên cố để chịu đựng sự tàn phá tới những cuộc tấn công trực tiếp bằng bom nguyên tử. Đáp trả lại những nghi vấn về khả năng vỡ đập Tam Hiệp đang ngày một được lan rộng, kỹ sư trưởng của tập đoàn Tam Hiệp Triệu Thự Quang cho biết. Từ kết quả thí nghiệm hiện nay, có thể thấy kết cấu bê tông của đập Tam Hiệp sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề nào trong ít nhất 500 năm nữa. Ông Triệu đồng thời tiết lộ rằng đập Tam Hiệp sở hữu hệ thống giám sát an toàn được triển khai đồng thời với dự án chính, với hơn 12.000 điểm giám sát sẽ lập tức cảnh báo tới cơ quan vận hành nếu có bất thường nào đó xảy ra. Trong khi đó, một chủ đề khác về đập Tam Hiệp có liên quan đến an ninh quốc phòng Trung Quốc năm 1958 cũng đã xuất hiện cùng với câu hỏi rằng liệu đập Tam Hiệp có thể chịu được sức công phá của bom nguyên tử hay không. Theo Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc Trương Bát Đình, đập Tam Hiệp đã từng là một mục tiêu tấn công trong chiến tranh. Vậy nên trong 30 năm từ năm 1959 đến năm 1988, các bộ phận kỹ thuật và quân sự Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm chất nổ tại con đập và đi đến kết luận rằng Tam Hiệp thuộc loại hình đập trọng lực bê tông có khả năng chống bom. Ông Trương giải thích thêm rằng nếu bom nguyên tử trực tiếp công phá đập Tam Hiệp thì cũng sẽ chỉ tạo ra một vết nứt lớn chắc chắn sẽ khiến rò rỉ nước nhưng không thể khiến con đập đổ sập và tạo nên thác lũ được. Ngoài ra, theo viện sĩ Trung Quốc, tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở nhiều khu vực trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang hiện nay đang bộc lộ vấn đề tụt hậu trong việc xây dựng kiến trúc ở địa phương khi hệ thống thoát nước không thể theo kịp nước lũ và vì vậy chính quyền những địa phương này đã quyết định đổ lỗi cho đập Tam Hiệp. Để đối đáp lại những lời đồn thổi và ngờ vực về tường thành sông Trường Giang, một chuyên gia kỹ thuật thủy lực hàng đầu của Trung Quốc đã lên tiếng rằng tình trạng lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đang và sẽ được kiểm soát tốt vì con đập Tam Hiệp và khẳng định những cuộc ngập lụt sẽ tồi tệ hơn nếu không có con đập này. Ông Vương Hảo, một học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đồng thời là giám đốc danh dự của Bộ phận Tài nguyên nước thuộc Viện Nghiên cứu Thủy điện, khẳng định với Thời báo Hoàn Cầu rằng Trung Quốc đã thiết lập 5 tuyến phòng thủ cho sự cố lũ lụt, bao gồm ngăn chặn các dòng chảy chính, kiểm soát tại các nhánh sông, xây dựng kè sông, kiểm soát lưu vực lũ lụt ở vùng trũng thấp và quản lý phát triển đô thị dọc theo các con sông. Nằm ngay trong nhà chính của sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên và trung tâm, giảm đáng kể việc xả lũ vào giữa và hạ lưu vực sông Dương Tử. Theo ông Vương, nước lũ mạnh sẽ không làm đổ đập Tam Hiệp, nơi có 23 hố tràn sâu và 22 lỗ tràn bề mặt để giải phóng nước lũ một cách hiệu quả và do đó giữ vững. Theo Wang, ông Vương cho biết trận lụt lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc trong 2.500 năm qua là vào năm 1870 với lưu lượng cực đại 105.000 mét khối trên giây. Đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu được lưu lượng lớn như thế, thậm chí có thể chịu được lưu lượng cực đại 124.300 mét khối trên giây, Wang nói. Ngoài ra, ông Vương đã chỉ ra rằng vẫn còn 21,1 tỷ mét khối trong khả năng kiểm soát lũ thường trực trong hồ chứa Tam Hiệp và các rủi ro trong lưu vực sông Dương Tử đang nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Ông Vương Hảo khẳng định rằng có thể tình hình đang hết sức tồi tệ, tuy nhiên tình trạng lũ lụt sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều nếu không có đập Tam Hiệp. Trả lời Thời báo Hoàn Cầu, tập đoàn Tam Hiệp cũng khẳng định rằng trong suốt nhiều thập kỷ tồn tại từ những cuộc tranh luận ban đầu về việc có nên xây đập tới quá trình xây dựng tới công cuộc vận hành và quản lý cho đến ngày nay, hàng trăm cuộc nghiên cứu khoa học, thực hành và giám sát dữ liệu đã được tiến hành. Những nỗ lực này chứng minh rằng thực chất đập Tam Hiệp đang vận hành tốt hơn mong đợi và vượt qua tiêu chuẩn thiết kế. Không chỉ Trung Quốc,
là đang phải đối phó với tình trạng mưa lũ kéo dài dẫn tới ngập lụt. Quốc đảo Nhật Bản cũng đang phải chịu đựng những cơn mưa nặng hạt nhất trong những năm gần đây. Và theo phỏng đoán từ các chuyên gia khí tượng học trên thế giới, sự kiện gió mùa tại vùng Đông Á hiện đang tàn phá nhiều tỉnh thành Trung Quốc và Nhật Bản có nguồn gốc từ vùng biển Ấn Độ Dương. Tình trạng mưa lũ kéo dài dọc bờ sông Dương Tử và hàng trăm con sông khác tại Trung Quốc đã khiến hơn 150 người thiệt mạng và 40 triệu người dân sinh sống trong khu vực phải chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Trong khi đó, Nhật Bản cũng vừa phải đối diện với một mùa mưa nặng hạt nhất trong 40 năm qua, với tổng lượng mưa cả nước đạt gần 210m. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.